Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19 tháng 8 với International Affairs, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, phương Tây đang nỗ lực vô ích chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng nhằm đánh bại Nga, nhưng triển vọng cho kế hoạch này không mấy khả quan. Tương lai cho Ukraine và những bên ủng hộ nước này có vẻ khá ảm đạm. Cuộc xung đột càng kéo dài, phương Tây càng ít sẵn sàng đóng góp vào sự khôi phục hậu xung đột ở Ukraine và niềm tin và thành công của Kiev trên chiến trường càng suy giảm, cũng như khả năng nước này nhằm bảo vệ nhà nước ở bất kỳ hình thức nào hoặc trong bất kỳ biên giới nào, ông Lavrov cho hay. Ngoại trưởng Nga cho rằng, không thể bỏ qua việc Ukraine không có khả năng chi trả các khoản nợ chính phủ. Điều đó có thể là gánh nặng với người nộp thuế ở các nước phương Tây, gây nên lạm phát và tiêu chuẩn sống suy giảm. Ông Lavrov cho biết, Nga hiểu phương Tây muốn xóa sổ đất nước chúng tôi như là một đối thủ chính trị, nhưng Mỹ và đồng minh phải hiểu rằng Moscow sẽ sử dụng tất cả các công cụ để bảo vệ người dân và các lợi ích của mình. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang ngày càng trở nên ít phổ biến với những người dân Mỹ, mặc dù điều đó không chấm dứt việc giới chức ở Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.